mất tiền tỷ vì tin tưởng thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ và công an giỏm. Hôm nay ngày 17 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra thông báo truy tìm nhân chứng, người biết về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Trong cả hai vụ án, nạn nhân đều là các quý bà nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng sập bẫy của thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ và công an giỏm. Theo điều tra, đầu tháng 5 năm 2019, thông qua mạng xã hội, chị NTH quen với người đàn ông tự xưng là Jeffrey Buchanan và là thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ. Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai phát sinh tình cảm nam nữ. Sau đó, thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ nói sẽ sang Việt Nam thăm chị H, nên nhờ chị viết gửi thư xin phép đến hộp thư điện tử united-nations.org@com.com của Liên Hiệp Quốc. Tin tưởng vào người tình thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ, nên chị H dùng hộp thư điện tử của mình viết thư và gửi đi theo lời Jeffrey Buchanan. Ít lâu sau, chị H nhận được yêu cầu trả 11.500 USD phí bảo hiểm, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn cho bạn trai. Chị H đã chuyển 267 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng. Chuyển xong, chị H nghi ngờ bị lừa nên đã tới công an trình báo. Ngoài trường hợp trên, khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2020, chị THM nhận được cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ công an. Vì cán bộ công an cho biết, chị M có dính tới đường dây ma túy, rửa tiền mà công an đang điều tra. Đồng thời, công an đã có lệnh bắt chị M để tạm giam. Chị M nói, mình không liên quan, thì cán bộ công an tiếp tục hù dọa, sẽ tống đạt quyết định bắt tạm giam chị này. Cán bộ công an yêu cầu chị M không được tắt máy và kết bạn qua mạng Zalo với tên Bùi Hùng Dũng để gửi lệnh bắt tạm giam cho chị xem. Bên cạnh đó, cán bộ công an yêu cầu chị M phải chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra, nếu không liên can sẽ trả lại cho chị. Do lo sợ nên chị M đã chuyển 1,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mà cán bộ yêu cầu. Sau đó, chị M nghi ngờ bị lừa đảo nên đã tới công an trình báo. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ai biết thông tin về đối tượng sử dụng hộp thư điện tử united-nations.org@com.com và đối tượng sử dụng tài khoản Zalo Bùi Hùng Dũng thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất, gặp đồng chí Phùng Thanh Tròn, số điện thoại 0938 909 294 để cung cấp thông tin. Chưa hết, ngày 13 tháng 3, theo trình báo, vài tháng trước thông qua mạng xã hội, bà H quen với một người nước ngoài xưng làm May VVSR Road, quân nhân đóng quân tại Syria. Quá trình trò chuyện qua lại, bà H và người đàn ông này có tình cảm và hứa hẹn sẽ đi đến tương lai với nhau. Đầu tháng 3 vừa qua, người yêu ngoại quốc thông báo gửi cho bà H thông qua bên trong có chứa 700.000 USD là khoản tiền mà ông ta dành dụm và lương hưu. Người này nói, gửi cho bà H giữ hộ và để chuẩn bị qua Việt Nam định cư rồi xây dựng gia đình với bà. Đến ngày 3 tháng 3, bà H nhận được điện thoại của một người phụ nữ yêu cầu xác nhận có thùng quà gửi từ nước ngoài về. Người này nói rằng thùng quà có khoản tiền ngoại tệ rất lớn nên bị hải quan sân bay giữ lại, yêu cầu bà H phải chi tiền để lo lót. Tin thật, bà H đã làm theo hướng dẫn của người phụ nữ lạ, 12 lần chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng do người này chỉ định, tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Sau đó, bà H không liên lạc được với người yêu ngoại quốc lẫn người phụ nữ lạ trên. Biết bị lừa, bà H trình báo công an, cung cấp các thông tin và các tài khoản ngân hàng mà bà đã chuyển đến. Trong những năm qua, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành liên tục có những khuyến cáo về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, qua mạng xã hội. Tuy nhiên đến nay, vẫn có những người sụp bẫy, mất tiền tỷ.